cháu ơi cháu ngủ cho ngoan để mẹ đi cày ở đồng sâu chưa hà về. Cô tí lặp đây bà ra xem mẹ đã sắp về chưa nhá. Chả biết là con dâu tôi ra đồng làm gì mà giờ này vẫn chưa về. May quá là thằng cu tí nó ngủ ngoan để tôi còn đi nấu cơm. Không chưa thì cả nhà mình nhịn đói. Bà Liên ơi, có nhà không đấy? Tôi có nhà, mời bà vào chơi. Thế bà đang dụ cháu ngủ à? Vâng, cháu đã ngủ rồi, mời bà ngồi chơi xơi nước. Hôm nay bà lại rảnh thế à? Sang tôi chơi hay là có việc gì đấy? Này bà ơi, thế bà có biết chuyện gì không? Suốt ngày ở nhà trông cháu, đi đến đâu mà biết? Thế mẹ cô tí đi làm gì mà giờ này chưa về hả bà? Khổ lắm bà, chả biết là ra đồng làm gì mà giờ này vẫn chưa về. Có mấy xào lúa chín, mấy gặt thì thóc để đầu bờ, công lông thì chờ, đường thì to rộng, mà giờ này đã buồn về đâu. À mà này, thế lúc nãy bà bảo tôi là biết cái chuyện gì, thế là chuyện gì đấy hả bà? À, chả là chiều hôm qua, con Trinh nhà tôi nó có đi họp thôn ở nhà văn hóa về. Nó có kể cho tôi nghe là thôn ta tới đây tập trung sự lãnh đạo tuyên truyền, toàn dân đoàn kết, nỗ lực xây dựng nông thôn mới lưng cao. Vận động dân là hiến đất để mở rộng đường thôn, đường xóm cho rộng rãi ấy bà. Nông thôn mới nâng cao là cái gì hả bà? Ai mà khỏe thế? Đi nâng là cái nông thôn này lên cơ à? Không phải là ai nâng, mà sự lãnh đạo chủ trương của đảng ý mà. Vận động các hộ gia đình là tháo dỡ tường, công trình xây dựng để hiến đất, mở rộng đường thôn, đường xóm cho rộng rãi. À, làm đường nhựa. Tới đây là xóm nhà bà đấy. Ôi giời ơi, nói thì dễ thế. Nhường là nhường thế nào? Đất của ông cha tổ nghiệp nhà tôi để lại, tôi không có hiến hiếc gì hết. Các ông ấy bây giờ cứ vẽ chuyện, ai người ta thèm nghe. Còn ai nghe thì nghe nhá, riêng nhà tôi thì đừng có hòng. Này bà ơi, chủ trương của đảng là như thế đấy, mấy xóm đang làm kia kìa. Mà nghe đâu là chiều hôm nay lại họp thôn bàn về việc mở rộng đường thôn, đường xóm cho rộng rãi ấy. Chiều bà ra họp thì sẽ rõ cả thôi. Con chào mẹ, cháu chào thím. Hà về rồi à? Rửa chân tay thay quần áo rồi cho con bú đi. Mẹ cho con xin cháu. Sao chị không ở luôn ngoài đồng đi? Về bây giờ vẫn còn sớm đấy. Mẹ thương, mẹ thương. Bà ơi, thôi tôi xin phép bà tôi về xem cơm nước thế nào. Chiều đi họp bà nhé. Vâng, bà lại nhà. Chị Hà ơi, mẹ em có ở đấy không? Trinh đấy à, thím vừa ở bên này về rồi, cô vào đây chơi đã. Chiều nay em mời bác và chị ra nhà văn hóa thôn để họp bàn về việc hiến đất làm đường, mở rộng xóm mình nhé. Trinh đấy hả? Thế đi báo họp hay là tìm mẹ về ăn cơm đây? Dạ, cháu đi báo họp rồi, mời mẹ cháu về ăn cơm ạ. Thôi giời, chị cũng là con dâu mà sao chị chu đáo thế? Đã tham gia công tác này, đi làm đồng này, về lắm nhà nấu cơm, đi báo họp, lại còn tìm mẹ về ăn cơm. Đây con dâu tôi thì có mấy xào lúa chín, mấy gặt thóc để đầu bờ, công lông thì trở về tận nhà, có vất vả gì đâu, mà chưa chật chưa loài ra mấy bè, chả thấy thóc lúa đâu cả. Làm ăn thì chậm gì ra, chán chẳng buồn nói. Mẹ thì mẹ cứ làm như con ra ngoài đồng ngồi chơi ý. Cô thấy đấy,
từ ngày dồn ruộng đến giờ, đường đồng thì to rộng, công nông máy gặt kẻ cũng thuận tiện đấy. Nhưng khổ một nỗi, công nông chở được mấy chục bao thóc về đến đầu ngõ, đường đã chật, lại tụt xuống rãnh nước, tiến không được, lùi không xong kia kìa, mà lại còn tụt mấy bao thóc ướt. Mà mẹ chị cứ làm như chị ra ngoài đồng ngồi chơi sao ấy. Đấy, tôi nói chưa xong thì chị gãi xong rồi. Bây giờ các chị là dâu Tây cả rồi. Kìa bác ơi, chị Hà không phải cãi bác đâu, mà chị chỉ đang trình bày về xe thóc bị kẹt ở đầu ngõ, còn đổ cả mấy bao thóc đó ạ. Cho đường chật chội quá, lại ngoằn ngoèo những chín khúc cua, đi lại thật là khổ bác nhỉ. Bác ơi, bác ngồi xuống đây, bác bớt giận cho chị em cháu được nhờ. Bác ơi, lý do hôm nay cháu mời bác và chị đi họp là vì con đường xóm mình đấy bác ạ. Cháu được phân công trực tiếp đi báo các hộ gia đình trong xóm là chiều nay về họp tại nhà văn hóa. Ở đó bác trưởng thôn sẽ phân tích và giải đáp những ý kiến thắc mắc của bác cũng như mọi người, và nêu rõ chủ trương xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2023-2025 để mọi người dân cùng chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới đó ạ. À, cái này thì tôi cũng nghe được mẹ chị bập bõm nói với tôi rồi. Nhưng tôi nói cho chị biết, các chị là cán bộ, các chị đi mà họp, mà hiến, mà làm thế nào thì mặc xác nhà các chị. Còn riêng nhà tôi nhá, không có hiến đất làm đường. Này, đất vàng của nhà người ta đấy. Bác ơi, xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng, tất cả để phục vụ nhân dân, trong đó có nhà bác, nhà cháu và mọi người đều hưởng lợi ạ. À, cái này thì tôi cũng được nghe mẹ chị bập bõm nói với tôi rồi. Nhưng tôi nói cho các chị biết, các chị là cán bộ, các chị đi mà họp, mà bàn, mà làm thế nào thì mặc xác nhà các chị. Không có nhiên. Ân thi ta, mấy năm về đây, giao thông rất là thuận lợi, đường xá, rồi là nhà máy, xí nghiệp mọc lên như lấm ý. Đất đai càng ngày càng có giá. Bây giờ đất nhà tôi mà gọi người bán nhá, tỷ trên tỷ dưới. Các cô thì đến vận động nhà chúng tôi nè, hiến đất làm đường, không có đâu. Đất vàng của nhà người ta đấy. Alo, ở đâu đấy? Em đang ở nhà bà Liên ạ. À. Vâng, thế tình hình trong nhà bà Liên thì thế nào cô? Tình hình gia đình nhà bà Liên rất căng thẳng, em đã giải thích và phân tích rồi nhưng bà Liên vẫn chưa đồng thuận ạ. À. Vâng, tôi mới cùng với các đồng chí lãnh đạo thôn cũng đang đi vận động các hộ xung quanh xóm nhà bà Liên. Thì các hộ gia đình này cũng đều đồng thuận nhất trí theo chủ trương của Đảng và sự lãnh đạo của lãnh đạo địa phương. Tôi đang ở gần nhà bà Liên đây, để tôi lại gặp bà Liên xem sao. Vâng, mời bác lại ạ. Chị Liên ơi, em chào chị. Vâng, chào ông cán bộ. Chị ơi, thì hôm nay nhà mình có việc gì mà có vẻ căng thẳng thế hả chị? Báo cáo với ông trưởng thôn, chả có việc gì hết. Hôm nay là cô hội trưởng phụ nữ đến có vận động gia đình nhà tôi là hiến đất làm đường. Nhà tôi không nhất trí mà cũng không đồng ý đâu. Chị ơi, mọi hôm nhìn thấy em từ xa, chị cứ ríu rít mời em vào uống nước. Nhưng mà trời nóng bức thế này, chị không lỡ mời em được cốc nước hay sao hả chị? Vâng, mời ông bà cán bộ ngồi uống nước. Chị ơi, mọi khi chị vẫn gọi lãnh đạo thôn chúng em là bác Tù và hàng tổng. Nghe nó thân mật mà nó gần gũi biết bao. Hôm nay động một câu chị này bảo chúng em là cán bộ, nghe nó xa quá chị ạ. Thì có vấn đề gì căng thẳng lắm không mà chị lại phải bức xúc như thế hả chị? Có gì chị chưa hiểu thì chị cứ nói, chúng em có trách nhiệm giải thích với chị. Bởi vì đây là chủ trương của Đảng và Nhà nước và sự lãnh đạo của các cấp từ tỉnh đến huyện, đến xã và về đến thôn là lãnh đạo của chi ủy thôn và quân dân chính và được sự đồng thuận của nhân dân chị ạ. Chị ơi, hiến đất làm đường là chủ trương rất lớn và tập trung vì cộng đồng, vì nhân dân, có nhà chị, có nhà em và của mọi người. Đấy chị xem, đường người trục giữa làng, nhân dân là 48 hộ gia đình đã hưởng ứng hiến đất. Bây giờ chúng ta giải được con đường nhựa đi lại rất là thuận tiện về giao thông và bà con đi qua ai cũng khen,
là con đường đẹp. Đấy, hai xóm trên chúng em cũng đi vận động đã xong. Đường Mà Chúa cũng đang thi công chị ạ, mở rộng 6,5 m. Chị ơi, quê hương mình nghèo lâu rồi, nghèo nhiều rồi. Đường ngõ, đường xóm từ xưa đến nay ngoằn nghèo chật chội. Đến bây giờ thực hiện chủ trương của Đảng, sự lãnh đạo của Đảng và các cấp chính quyền, chị em mình nên cố gắng, chị ạ, chị cố gắng xem thế nào để cùng với bà con trong xóm để mở rộng đường xóm mình. Ôi alo. Giời, các ông nói thì hay như đài ấy, chắc gì ai người ta thèm nghe. Alo. Chị ơi, em với các đồng chí lãnh đạo của thôn là phân công cô Trinh là đến gặp chị trước. Thế thì em và các đồng chí lãnh đạo là đã vận động ở khu vực xóm của chị là được tất cả các hộ đều đồng tình. Còn mỗi chị thôi, chị ơi, thôi chị cố gắng. Em đề nghị với chị và gia đình là tạo một điều kiện cùng với bà con dân làng, cùng với bà con trong khu xóm mình mở rộng cái đoạn đường đi. Chúng ta cắt bỏ những cái chín khu ấy đi để giao thông thuận tiện. Hôm nay chị em mình và bà con trong xóm, bà con trong thôn đi lại thuận tiện. Mà còn tương lai của con cháu mình nữa chị ạ. Chị ơi, chị cố gắng tạo điều kiện để giúp chúng em vừa hoàn thành nhiệm vụ và thực hiện được tâm nguyện của bà con làng mình chị nhé. Vâng, để tôi còn xem thế nào đã. Tôi còn alo. Gọi điện cho các cháu xem là chúng nó có nhất trí không. Alo. Bà Liên đấy à? Vâng, tôi đây. Có phải bà Liên không nhỉ? Vâng. Bà con nhà bà anh Hòa anh bị tai nạn đầu xóm đấy. Ui, bà ra là ngay nhá. Cho tôi gặp cháu Hòa tí. Xe thóc. Giờ mọi người đang dỡ thóc ra, anh không nói được. Thế à? Hà ơi. Dạ. Mẹ với cháu cho con để con ra xem thế nào. Chị ơi, chị nhờ cô Trinh với cháu, em với chị cùng ra xem cháu làm sao. Vâng. Cô với cháu hộ tôi nhá. Vâng ạ. Ôi dồi ôi, cô ơi, may quá, bố cô tí không sao, sao rồi. Rồi. Chỉ qua loa thôi. Đấy chị ạ, cũng chỉ về đường xóm ta chật chội mà những chín khúc cua từ xưa đến nay đi lại rất là khó khăn và dẫn đến cái tình trạng là cái tai nạn đáng tiếc xảy ra như hôm nay. Nhưng mà thôi cũng vẫn còn may, cháu Hòa nhà ta chỉ sơ sát qua loa, chắc chỉ vài ba hôm nữa là cháu lại làm việc bình thường chị ạ. Vâng. Thôi chị ơi, chị cùng đồng lòng với bà con trong xóm, thực hiện tốt sự lãnh đạo của chi bộ địa phương chúng ta để làm sao phấn đấu quê hương ta sẽ thay đổi, xây dựng hoàn thành công nông thôn mới nông cao và tiến tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu chị ạ. Không phải vì chúng ta bây giờ mà còn vì các thế hệ tương lai con cháu mình sau này chị nhé. Vâng ạ. Bà Liên ơi, úi giời ơi, cháu Hòa có tai nạn có làm sao không bà? Cháu không qua loa thôi bà. May quá, không sao là tốt rồi. Vâng. Cũng vì con đường chật hẹp quá cho nên là con tôi mới xảy ra bị tai nạn. Thì bây giờ tôi mới hiểu ra rồi. Hà ơi. Dạ. Con xem cơm nước xong chưa? Dọn ra đây rồi mời mọi người ăn cơm luôn với mẹ con tôi cả thể. Rồi chiều mẹ trông thằng cu tí cho con đi họp. Nhớ là nhà mình phải lùi tường nhường đất đầu tiên con nhé. Vâng ạ. Toàn dân thời chung sức ý chung ý lòng xây dựng thời nông thôn mới chứ khó khăn không ý lùi. Tấm gương thời đảng đang sáng ngời đó là thời bài học chứ muôn đời ta. Đào qua thời ta quý ta yêu lắm thôn thời đổi mới chưa.